Xin chào các bạn nha. Đây là cái cầu số 5 của Fogasta. Cầu này là nói chung là nó làm rất là chặt chẽ. Và cái hồ này rất là rộng. Cái hồ này là các bạn có thể bơi tới thảo rất là xa, đã lên Stockholm. Đã nói vậy. Ở đây là một cái nhà hàng mà có nhiều là stuga này, có nhiều cái nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ này thật sự nó không phải nhà nghỉ mà nhà họ bỏ đồ thôi rồi. Và đây là cái nhà hàng này, nhà hàng vậy thôi mà bán rất là đắt nha, khách vô rất là nhiều. Đấy, quay quay không, rất là đẹp. Rồi, nếu mà ai mà giống như đi tới nhà hàng này ăn thì rất là ok nha. Cái nhà hàng này phải nói là ăn đồ rất là ngon. Và giống như là khách nó cũng phục vụ là tận tình chu đáo. Ngày này mình đi xuống đây ăn là peach. Green peach. Rất là ngon. Green peach. Và dưới này là có mặt hồ và có một chiếc cano nó chạy nha, chạy quanh như vậy này, hồ mặt hồ này, nếu các bạn cần thì các bạn chạy. Người ăn rất là nhiều nha. Người tới đây ăn rất là nhiều nha. Làm nó đơn sơ thôi nha, người ăn rất là nhiều. Cái cổng đi vào rất là đơn sơ, đơn giản. Là đi căn tu ở đâu cơ mà? Nhớ.